Tên hai vô. ba Vô. Vô nè, vô vô. Hôm nay chúc mừng quán bar của em gái chị thành công tốt đẹp nha. Ok, cảm ơn chị. Cái quán bar này tất cả đều trông nhờ vào anh đó. Well, không đúng hả? Vậy thì tốt. Không, anh nói đúng. Ờ vậy thì well. Yên tâm, dân trong nghề không à. Anh chỉ cần ho một tiếng, mấy thằng đàn em nó lo từ A tới Z hết. Sáng nay em đã chuyển tiền vào tài khoản của anh rồi đó. Khi nào thì sửa sang nhà hàng lại vậy? Well, còn sao? Anh sẽ cho cách âm tượng, sau đó là thay tất cả các bàn ghế ở trong đó. Trong vòng 3 ngày, mình có thể khai trương ra được. Ừ. Mấy ngày nữa, chị tìm mấy đứa đẹp đẹp làm bia cho quán của em. Trong đám bia của em có nhỏ nào tên Sầu không? Sao anh biết nó? Con nhỏ đó queo nha. Ông Dương chết mê chết mệt với nó. Ổng thuê nhà cho nó ở, rồi chu cấp tiền cho nó xài phủ phê. Cái con khốn nạn, sao nó hên dữ vậy? No well, em lại phải tuyển những cái con tiếp viên giống như nó mới lợi hại. Không biết nó có chiêu gì, nhưng mà bất cứ thằng đàn ông nào qua tay nó đều chết mê chết mệt với nó hết. Vậy mới hay. Anh ngủ với nó chưa mà anh biết? Người đẹp của tôi bữa nay biết ghen luôn hả ta? Tôi nói cho anh biết, tôi đã làm tất cả vì anh rồi. Tôi không phải là con cờ để cho anh sai khiến. Tôi mà biết anh đó, lén phén với con nào khác ở bên ngoài, anh đừng có trách tôi tàn nhẫn với anh. Anh có đi đâu thì cũng về với người đẹp của anh thôi mà. Thôi, anh có việc phải đi. Hai chị em ngồi chơi nghe. Chú Cống hả? Dạ. Đi theo anh hai cho chị. Dạ. Má nó, tụi đàn ông thằng nào cũng khốn nạn hết á. Đi đâu cũng được hết đó anh. Nói vậy là bên em mệt với anh rồi. Không biết ai mệt với ai à. Em sức mạnh lắm cưng. Ghen quá ta. Điều này chắc anh mệt rồi. Ai vậy? Tôi móc mắt ông vợ. Bé ba. Cái gì? Công nhận á, bộ áo dài bé ba đẹp thiệt nha. Nhìn hoài không chán luôn á. Ủa mắc cười quá. Tôi mặc áo dài để ông nhìn ông chán hả? Tôi nói cho ông biết nha,
Tôi có đi làm gì đi chăng nữa hả, thì tôi cũng phải tỏ sáng như một ngôi sao đó. Hả? Nè, làm gì làm á, không được tỏ sáng nha. Ngôi sao nó sáng chừng à, ai cũng nhìn thấy được đó. Vô duyên, người ta nhìn thấy được tôi thì tôi càng vui thôi chứ có gì đâu. Mà Đực không muốn, Đực chỉ muốn một mình Đực nhìn thấy thôi. Đực á, xếp kỹ vậy. À, tôi đi guốc trong bụng ông rồi ông ơi. Thôi, đừng có đi guốc trong bụng của Đực, lũng bụng Đực rồi sao. Đi giúp làm được rồi. Đực nói nghe nè, có ai khen Đực vô duyên không? Đực vô duyên lắm á. Cảm ơn nha. Đực muốn nói gì nói lẹ lên đi, tôi tính tiền xong tôi còn về nữa, mệt quá ở đó. Về đi, bữa khác nói có sao đâu. Vài bữa hen, hai đứa mình gần nhau rồi, chung một cái vách, nói gì cũng được hết. Hả? Đực nói gì? Hả? Đực đừng có nói với tôi á là Đực về nhà dì Sáu ở đó nha. Chính xác. Hả? Chị Tư. Hả cái gì? Má thấy thằng Đực á, nó ở con mình à, buồn hiu tội nghiệp. Má kêu nó dọn về đó ở đó. Má hay quá ha, nhà dì Sáu còn phòng đâu ở. Cái gì? Con dì Sáu với cháu dì Sáu đi du học rồi. Cái phòng của thằng đó để trống, để cho thằng Đực về ở, chứ gì mà nháy nháy mắt mày. Quan gia ngõ hẹp mà. Đực, biểu. Dạ. Bây giờ á, má với lại á. Hả? Má gì? Sao má? Má với bà. Cái gì má? Dạ dạ. Má với bà. Má với bà. Bây giờ á, tao với Mười á là kêu mấy đứa nhân viên trở về. Dạ. Mày á đưa mấy ba về đi. Sẵn tiện muốn đi đâu chơi á thì chở nó đi vòng vòng chơi. Giờ cái mặt nó quạo đeo, khó ưa ghê vậy đó. Má này kỳ dễ sợ luôn. Sao nha kỳ? Má cứ gài con với ổng hoài à. Má không thấy là má đang hạ giá con má hả? Má kỳ dễ sợ à. Thôi bây giờ không gài cho con Đực nữa, mà tao bắt mày gả mày luôn cho con Đực đó. Hả? Áo mặc sao qua khỏi đầu mày. Hả? Còn hơn à, còn hơn mày quen cái thằng mà trận trắng trận tráo trận ngược trận trận. Hả? Cái thằng đó con biết tên nè, Andy Chạo. Còn hơn mày quen cái thằng Chạo Chạo đó. Bữa đó nha, con mà không tới kịp lúc á là mấy ba tiêu tùng luôn rồi. Nghe cái chưa? Gì gì? Bữa đó mà con đánh á là thắng rồi đó, mà tại anh cha này nè tự nhiên hả nhảy vô rồi rốt cuộc ôm đầu máu luôn. Trời đất ơi, mày ngu vậy? Mày để cho nó đánh rồi mày ôm đầu máu vậy đó hả? Dạ không phải, con mấy ba đánh con xịt máu cam. Dạ con đang đánh thằng đó tự nhiên cha này nè nhào vô hả con đục cái rồi xịt máu cam luôn. Nhục. Nhục ông á nha, chẳng những nhục thôi nha mà còn nhiều chuyện nữa. Ai biểu vậy? Ai biểu đi mấy má tôi vậy hả? Dạ cái gì? Khách kêu. Khách nào kêu? Nhà hàng đóng cửa rồi, khách nào kêu? Để được vô rửa chén phụ dì Tư. Hay quá ha. Nhiều chuyện à. Tao thấy công việc nó ổn định rồi. Ê thôi để Mười với Thiếm Tư đi về dưới. Ở đây sao Mười thấy nó tù túng quá. Thôi Mười, Mười đừng có đi về dưới mà. Tự nhiên mọi người đang ở đây vui, cứ Mười đòi về à. Thôi Mười ở lại với con đi. Thì tôi nuôi mấy người khôn lớn rồi, có lông có cánh thì tự bay đi chứ. Chứ Mười ở đây Mười thấy có vẻ như vướng bận con quá. Thôi Mười này, còn thấy đâu có vướng bận gì đâu. Mười ở lại với con đi nha. Mười ở lại với con đi nha. Ở lại với con đi, ở lại với con đi. Trời đất ơi, coi cái mặt kìa. Không vô. Coi nhõng nhẽo kìa. Mười ở lại nha. Mời nhớ hồi nào bay còn chút xíu à. Như con gà con à, suốt ngày quanh quẩn ở bên chân Mười. Bây giờ á, lớn rồi, thành con gái xinh đẹp. Mà con mà càng lớn á thì Mười càng già rồi phải không? Mà già rồi thì có khi cũng phải về với ông với bà chứ. Không lẽ ở đây cứ sống với con hoài sao? Thôi Mười, Mười đừng có nói vậy con sợ lắm. Cần nói nha, Mười mà có mệnh hệ gì á là con đi theo Mười luôn đó. Con nói thiệt á. Thôi con. Trời đất ơi, mới nói có chút xíu mà muốn khóc rồi. Làm tao cũng muốn khóc theo, đồ quỷ. Mười. Mười nuôi con khôn lớn rồi, có sự nghiệp rồi, phải không? Dạ. Nghe Mười nói nè. Dạ. Con cũng phải lo tính chuyện chồng con đi chứ, đúng không? Ai nói với Mười là con không tính đâu. À, sao? Mấy ngày trước nè,
Anh ăn dụ anh dẫn con đi thử đồ cưới. Mặc đồ cưới vô á, mười biết không, đẹp lắm mười. Nhìn bộ nào cũng thích hết á. Có nên nói ra sự thật không? Tội nghiệp cho thằng Hiệp. Mà thằng Hiệp nó dặn đi dặn lại là không nói cho Hương Liên biết là nó đã cầm hết đất đai để gửi tiền cho Hương Liên mở nhà hàng. Đàn ông như thằng Hiệp thì khó kiếm lắm. Phải chi mà Hương Liên nó yêu thằng Hiệp. Mười, Mười à, hả? Mười sao vậy? Nãy con nói gì Mười có nghe không vợ? Dạ ơi, nghĩ tự nhiên cái thường Hiệp mà cái thằng khôi ngô túng tú như vậy mà sao lận đận về chuyện tình duyên quá. Mười lúc nào cũng anh Hiệp, anh Hiệp. Tại Mười không biết á, ảnh bây giờ là mẫu người yêu lý tưởng của các cô gái đó, nên ảnh không có ế vợ đâu mà Mười lo. Liên à. Dạ. Có phải có lúc con thương thằng Hiệp rồi phải không? Alo, em nghe nè. Anh chuẩn bị đến đón em nghe. Ừ, em biết rồi. Anh ngạc nhiên khi em ở đây đúng không? Khuya rồi tại sao em đứng ở đây? Anh hỏi gì kỳ không? Em đâu có chìa khóa đâu. Không đứng đây thì đứng ở đâu bây giờ? Anh á, để em chờ ở đây cả tiếng đồng hồ rồi đó anh biết không? Tự nhiên cô ta xuất hiện đột ngột. Cũng may tối nay Hương Liên không có ở đây. Nếu họ đụng độ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đây. Tối nay em sẽ ngủ lại đây với anh. Để à, cô đừng làm như vậy. Cô phải về với Cẩm Tú. Không, Cẩm Tú nó sẽ rất vui khi nó biết mẹ của nó muốn ở bên cạnh ba của nó. Đây à, cô cũng đã biết chúng ta không còn cảm giác vợ chồng nữa. Cô đừng làm cho chúng ta khó xử. Không, nhưng em không muốn gạt con. Em muốn chúng ta là những người hạnh phúc thật sự. Đấy. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Hay là anh đang chứa chấp con nhỏ nào trong căn nhà này đúng không? Cô đừng nói nhảm nữa. Tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đi. Anh đứng lại đó. Anh muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà của chúng ta hay sao chứ? Cô quậy tôi bên như đó đủ chưa? Cô là người trắng đen phân minh không rõ ràng. Cô thích làm tổn thương người khác lắm có đúng không? Nhưng mà chỉ vì em yêu anh nên em không bao giờ muốn rời xa anh. Suốt bao nhiêu năm qua em đã cố gắng để trở thành một người mẹ hiền, một người vợ tốt. Nhưng tại sao anh không chấp nhận em chứ? Đây à, cái chuyện này chúng ta đã nói bao nhiêu năm rồi. Hôn nhân giữa tôi và cô là một sai lầm. Và bây giờ chúng ta đang diễn tiếp một vở kịch chỉ vì Cẩm Tú, vì Cẩm Tú mà thôi. Tôi xin cô đó, hãy để mọi chuyện trôi qua một cách bình yên. Đừng khơi lại quá khứ nữa. Cuộc đời tôi đã trải qua bao nhiêu bất hạnh rồi. Tôi không muốn Cẩm Tú đi theo vết xe đổ của tôi nữa. Lệ à, tôi xin cô. Tôi van xin cô đó. Cô đừng để cho Cẩm Tú biết chuyện này. Con bé nó không chịu nổi cú sốc này đâu. Một ngày nào đó, khi con nó thật sự trưởng thành, con nó sẽ tự quyết định vấn đề này. Nhưng mà tại sao? Tại sao phải như vậy chứ? Em yêu anh kia mà. Cho dù anh không có yêu em đi chăng nữa, nhưng suốt bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn là vợ chồng với nhau mà. Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em hay sao chứ? Em yêu anh, em không muốn rời xa anh có hiểu không? Đây à, nếu như bây giờ tôi đồng ý cho Cẩm Tú theo cô ra nước ngoài, cô nghĩ sao? Anh đang đùa với tôi đó hả? Tôi đang nói chuyện một cách rất nghiêm túc. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại như vậy? Trong khi suốt bao nhiêu năm qua anh là người luôn luôn từ chối tôi chuyện này một cách quyết liệt, tại sao bây giờ anh lại đổi ý như vậy chứ?
Tôi không muốn cô phải sống vật vã như vậy nữa. Trong tim tôi thì đã không thay đổi, tình yêu đã chết từ lâu. Thì ra là anh chỉ muốn tống khứ tôi ra khỏi cuộc đời của anh thôi chứ gì. Có phải như vậy không? Có phải là anh muốn tống khứ tôi đi không? Hả? Buna. Anh đưa tôi coi, ai gọi anh giờ này? Buna. Con nào gọi anh vào giờ này? Đây là phép lịch sự tối thiểu, cô không được đụng vào chuyện riêng tư của tôi. Được, nếu vậy tôi sẽ ngồi đây. Tôi sẽ ngồi đây suốt đêm nay để coi con nào dám tìm anh. Cô muốn ngồi thì cô cứ ngồi đi. Cô hết thuốc chữa rồi. Tôi sợ cô thật đó. Anh Vũ. Khuya rồi, đâu có còn bận gì nữa đâu. Mà cũng không bắt máy nữa hả? Alo, tại sao không bắt máy em? Có phải là để em đợi dài cổ mới chịu bắt máy không hả? Em đang đợi điện thoại của An Vũ hả? Anh Hiệp nè. Ủa, anh Hiệp hả? Em xin lỗi nha. Tại nãy giờ em gọi cho anh Vũ mà không được, nên là em tưởng anh gọi lại. Em đang làm gì vậy? Em hả? Em đang tận hưởng những phút giây cho riêng mình. Chà, nói vậy không biết anh gọi như vậy có ảnh hưởng gì đến giây phút riêng tư của em không? Những phút giây riêng tư của em mà có thêm giọng nói của anh chắc là tuyệt vời lắm ha. Trời ơi, coi bộ càng ngày rồi Hương Liên càng nói chuyện có duyên đó nha. Nè, anh đang nhớ tới món bánh hột sen nên muốn gọi điện chỉ em đó. À, vậy hả? Hay quá, vậy anh chỉ em đi. Nghe giọng em mừng là anh vui rồi. Bây giờ bắt đầu nghe và học hỏi nè. Bánh hột sen á, chủ yếu là bằng hột sen và bột nếp. Nếu mà em muốn bánh ngon hơn á thì em cho thêm nước dừa nè, đậu xanh và tinh dầu sen, mùi vị sẽ thơm hơn. Còn cách làm như vậy nè, em cho hột sen với lại đậu xanh vô chung nồi em nấu chín, sau đó tán nhuyễn. Rồi em hãy cho nước cốt dừa với lại bột nếp vô, em đảo đều. Nhớ để bột nguội xong mới nhồi được nha. Rồi sau đó đó, em sẽ bỏ vào mấy cái khuôn theo hình dạng mà em thích. Được chưa? Em biết rồi. Mà anh Hiệp, công nhận anh cũng có nhiều tài mọn ghê ha. Chứng tỏ là em đã ngưỡng mộ không lầm người rồi đó. Chưa hết đâu nha, anh còn nhiều món bánh độc đáo lắm. Khi nào gặp anh sẽ chỉ thêm cho em ha. Anh hứa rồi đó nha. Em sẽ làm món này của anh. Và em đặt tên là tình bạn tâm giao, đúng ý của anh luôn. Ờ, được á. Được rồi, bye bye em. Dạ. Anh xin lỗi, vì có việc đột xuất. Anh An Vũ, có nhiều lúc thấy là lạ, khó hiểu quá à. Hay là anh Hiệp nói đúng, anh An Vũ đang giấu mình chuyện gì? Đứng đây chờ tao một chút. Dì Hai có cần em theo không? Không cần đâu. Tao không muốn anh em tụi bay trở mặt nhau. Nhưng tao cần chuyện khác. Em sẵn sàng nghe lệnh của dì Hai. Sẽ có việc cho anh. Dạ. Trên đời này, tao ghét nhất hai loại người. Một là tát vô mặt tao, hai là phản bội tao. Điền Đô, mày tưởng tao là con đàn bà dễ cho mày điều khiển hả? Mày làm to rồi, rồi mày sẽ thấy con đàn bà này lợi hại cỡ nào.
cho chị một phòng đặc biệt đi em. Chị ơi, phòng đặc biệt có người thuê rồi, còn phòng hạng nhất thôi, chị ở tạm nha. Tiếc quá. Thôi cứ lấy đỡ cho chị phòng hạng nhất đi. Dạ em biết rồi. Nhưng mà khi nào cái người mở phòng đặc biệt trả phòng á thì chuyển phòng cho chị nha. Dạ chị ạ. Em, bộ khách ở phòng đặc biệt á sang trọng lắm hả? Dạ đúng rồi thưa chị, đó là khách quen ở đây mà. Anh chị đó chơi sang lắm, mỗi lần đều bo cho tụi em rất hào phóng. Dạ em cảm ơn chị. Mà phòng đặc biệt á, ở lầu mấy vậy em? Dạ chị ơi, ở lầu 5, phòng 506 ạ. Con chó, tao hối hận khi để cho mày sống tới ngày hôm nay. Em tới đây làm gì vậy? Đồ khốn nạn, mày sẽ trả giá cho những gì mày làm hôm nay. Đi về đi. Khỏi phải đuổi. Tao làm tất cả mọi thứ vì mày. Cho đến ngày hôm nay, tao nhận được ân huệ của mày. Tao hiểu cuộc đời này giống khốn nạn như vậy mà. Đi. Mày khỏi phải đuổi. Khỏi phải đuổi. Chùa Cống hả? Mày xử con điếm nó ngay cho tao. Ừ. Thủy hả? Chị Liên nè cưng. Chị Liên, cứu em. Thủy ơi, Thủy ơi, em có sao không? Anh ơi, tôi xin anh đó, anh đừng có đánh con Thủy mà. Thủy, em bỏ chạy đi, bỏ chạy đi Thủy. Thủy làm sao vậy? Trời ơi, bé ba ơi. Hả? Con Thủy nó ở bên kia nó bị người ta đánh kìa em ơi. Hả? Trời ơi. Gọi lại nó đi. Nó vừa gọi cho chị, rồi ở bên kia người ta đánh nó dữ lắm em ơi. Trời ơi, có khi nào nó, trời ơi. Hả? Trời ơi, lòng quá. Sao ông Thủy nó lòng quá bé ba ơi. Nó bị người ta đánh ghê lắm mấy bà ơi. Bây giờ phải làm sao hả em? Làm sao để cứu Thủy hả em? Mấy bà ơi. Mấy bà ơi. Thủy. Thủy ơi. Tài liệu mình đã đưa đầy đủ hết rồi hả chú? Dạ. Tôi còn đang đợi đây nè. Chưa xong đâu chứ. Giờ sáng giờ. Ờ sao rồi? Ông hồ sơ sao? Ủa bà Mười không tới hả chú? Bà Mười bà kẹt công chuyện. Tôi họp xong về tôi phổ biến lại cho bà nghe. Dạ. Vậy còn thêm tới một mình hả thím? Tôi đi có mình ơn nè. Ông bận bận gì chưa xong? Giờ chưa xong sao? Thôi tôi ráng đợi thôi chứ biết sao giờ còn tôi ông thôi. Ở nhà chú. Công việc còn đang nặng. Sao bữa nay bà con tới ít quá vậy chú? Hôm qua chú biểu thằng Tân đi phát thư mời mọi người, vậy mà hôm nay chỉ vài hộ đến thôi à? Việc này á, con nghĩ là do thương lái đã tăng giá cao quá, bà con hám lợi cho nên họ không chịu tham gia hợp tác xã. Nhưng mà chú yên tâm đi, con giải quyết được. Dạ. Con cứ yên tâm đi, chú sẽ ủng hộ con mà. Xin mời bà con vào phòng chúng ta họp ha. Họp bà con ơi, họp nhanh chưa? Dạ, nhanh đi. Kìa, hả? Họp rồi kìa, mọi người vô rồi kìa, mừng ghê luôn á. Thôi. Dạ. Mời chị ngồi đây ạ. Ủa? Anh. Dạ, con mời cô ngồi đây. Chung với tôi nè. Sao rồi, công việc ở nhà anh sao rồi? Trời ơi, ruộng lúa ở nhà có ai làm đâu, bỏ cho tụi nhỏ không à. Tranh thủ tới đây. Dạ, thưa bà con, bây giờ mình bắt đầu họp. Về việc chuyển dịch trồng lúa kém chất lượng sang trồng sen ở vùng sâu của chúng ta thì bước đầu đã có kết quả khả quan rồi. Hiện tại thì công ty Nam Phương ở thành phố Hồ Chí Minh chuyên chế biến xuất khẩu sen đã ký hợp đồng với bà con, thu mua giá rất ổn định. Tôi là Nguyễn Thị Mén, nhà tôi có 3 công đất trồng lúa, bây giờ đang chuyển sang trồng sen Đài Loan mà giá cả thì liên tục thay đổi. Từ 11.000 một ký gương sen cho tới 14.000. Cái bọn thương lái thì liên tục ép giá. Bà con tụi tôi giờ cũng không biết bán với cái giá nào cho nó hợp lý đây. Phải rồi, đúng không? Đúng rồi. Bán riết. Còn tôi thì trồng được 5 công sen. Nhưng không có năm nào mà giá thấp như hiện nay.
Năm nay sen ti trúng mùa nhưng mà bán không có được giá, tính ra không có lợi nhiều. Tình trạng giá cả sen không có ổn định, thành ra nhiều bà con ở xóm tôi bỏ sen chuyển qua trồng lúa. Rồi thấy giá sen cao bỏ lúa trồng sen. Mọi người rất là hoang mang vì không có nắm rõ cái kỹ thuật canh tác của giống sen này. Dạ, về việc này thì bà con yên tâm đi. Qua khảo sát thực tế thì con thấy là vùng đất của chúng ta là vùng đất trũng. Hằng năm mình chịu những cơn lũ nó kéo về. Chính vì vậy mà bà con gặp rất nhiều khó khăn trong việc trồng sen. Cho nên là con đã nghiên cứu ra một cái giống sen phù hợp với vùng đất trũng này. Đây, bà con coi qua. Con nghĩ rằng bà con sẽ rất là yên tâm khi mà chúng ta trồng sen này. Như vậy là quá tốt á, tụi tôi sẵn sàng tham gia hợp tác xã để được cậu Hiệp đây chỉ dẫn về cách trồng sen giống mới. À, tôi sẽ vận động bà con tham gia hợp tác xã của huyện mình á, chứ để bọn thương lái nó ép giá tôi hoài à. Dạ. Dạ thưa bà con, hiện nay thì các sản phẩm từ sen rất được ưa chuộng từ thị trường nội địa đến các thị trường thế giới. Bà con cứ yên tâm đi, giá sen thấp chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà sau khi chúng ta thành lập được hợp tác xã trồng sen rồi á, thì chúng ta sẽ làm chủ cái khâu mà chế biến cũng như là xuất khẩu sen. Như vậy chúng ta sẽ khẳng định được chất lượng sen, cũng như là mình quảng bá được hình ảnh của con người Đồng Tháp 10 gắn liền với cây sen, đúng không ạ? Hiệp à, chú nghĩ là bà con ủng hộ con lắm. Dạ, con nghĩ con còn non trẻ lắm, con phải học hỏi chú nhiều đó chứ. Con nói chuyện với bà con nghe thuyết phục lắm. Dạ, con nghĩ con còn non trẻ lắm, có gì chú giúp đỡ con nha. À, cái chuyện mà thành lập hợp tác xã đó, chú thấy cái mô hình trồng sen trên vùng đất trũng á, toàn là ý tưởng của con không đó. Tao và con gái, tôi gả cho mày liền. Cảm ơn chú, nhưng mà nói về trồng sen á, chú là bậc cha chú của con rồi, con phải thọ giáo chú chứ. Tôi nói cho bà con mình nghe, cái thằng Hiệp con ông Hào á là cái thằng lừa đảo. Nó hả không có tốt lành gì đâu. Nó hả dụ dỗ bà con mình vô hợp tác xã rồi bán sen cho nó theo giá nó đưa ra. Nó ăn trên đầu trên cổ bà con mình á. Ừ. Tôi không có ngu gì mà đi vô hợp tác xã đó đâu. Làm ăn theo kiểu cha con của ông Hào hả? Lừa đảo như vậy ai mà chịu nổi. Bà chị này nói đúng á. Trời ơi, cha con nó tính toán tới sợ luôn. Đừng có ngu mà nghe lời nó vô hợp tác xã nghe. Anh nói đừng có chỉ. Bà con cô bác ở đây á, cứ bán sen cho chị Sáu đi ha. Đúng rồi. Người ta mua bao nhiêu á thì chị Sáu mua bấy nhiêu. Đúng đừng rồi. Có bán cho thằng Hiệp. Bán cho thằng Hiệp không có lợi cho mình đâu. Đó. Giá sen bây giờ á là 14.000. Tôi chịu thiệt, tôi mua 15.000. Ai có bán thì bán cho tôi. Tôi trồng tiền liền. Bà Sáu mua giá đó là được rồi đó. Để tôi về tôi hỏi gia đình bán cho bà. Đúng đúng con hay còn đúng á, đúng không chị Tòng? Thằng này giỏi. 15.000 là phải rồi. Hôm trước hả cha con Tư Hên ép giá tôi chỉ có 12.000 thôi. Tôi lỡ ngu bán một mớ rồi. Bây giờ hả tôi nghĩ ra tôi tiếc hết sức vậy đó. Đó đó thấy không trời cha ơi. Chị hoài vậy cha. Chị Sáu tốt lắm trời ơi. Chị thương bà con mình tới sợ luôn á. Như tôi nè, cho tiền tôi nhậu hoài. Đúng rồi á, anh Trúc nói đúng đó bà con. Chẳng đủ dạy tôi. Vậy hả? Ai biểu chỉ tôi chi tôi vỗ vai ông. Chả nó đúng đó, chị Sáu cho tiền chả nhậu hoài hà. Lâu lâu chả qua xin tiền tôi nữa. Bà dạ con ở đây cứ bán sen cho chị Sáu đi he. Chú Trúc, không ai mời mà tới chị không biết. Chú gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Không hiểu lương tâm của chú để đâu nữa. Để trong bụng chú đâu. Con gái của chú cũng vì chú đánh đổi cả cuộc đời, không biết ra sao nữa. Rồi vợ của chú bỏ đi chú cũng không đi tìm. Nó biết đi thì nó biết về. Rồi bữa nay chú nghe lời người xấu hãm hại bà con nữa hay sao? Tôi nói cho anh biết á, hội phụ nữ đã cử người xuống điều tra vì việc bạo hành gia đình á là phạm pháp, anh có hiểu không? Tôi đứng yên gì tôi biết rồi. Trời, ông hèn nhát, dám làm mà không dám chịu là sao hả? Ông đã nói với tôi cái gì? Ông nói là cái đầu ông đội nón, chân ông đạp dép, bây giờ ông phản phép tôi là sao? Phản nào? Không đúng hả? Còn chị nữa. Tôi làm sao? Chị bậy lắm đó. Chỉ vì đồng tiền mà chị xúi dục người khác làm chuyện thất đức, chị có thấy áy náy với bà con hay không? Tôi làm gì áy náy? Cái chuyện này á là cha Trúc cho xúi tôi. Cái gì? Bà nói gì vậy? Chứ không phải hả? Ông xúi tôi chứ gì nữa? Bà điên hả? Gì? Bà nói tôi xúi bà hả? Ông xúi tôi chứ còn gì nữa? Bà xúi tôi thì có. Ông xúi tôi đó. Đây nè, bà xúi tôi đừng bán sen cho cái tay gì đó. Bán cho bà này đi. Nè, ông đừng chối nha. Hồi nãy cái chị này chị vừa nói nè, ông xỉ ông còn xỉ vô mặt tôi nữa. Ông quên sao?
Ông chứ còn ai? Bà chứ ai? Ông chứ còn ai nữa, đồ ham tiền. Chị mới mốt đừng cho tiền cháy nhậu nữa. Cháy nhậu xong rồi cháy phản rồi đó. Đừng có cho tiền cháy nhậu nữa nha chị. Cái gì? Hai người nghe chưa? Lớn tuổi rồi mà không có ai đúng hết trơn hết trọi. Trật lất mà nói hoài. Bà ơi, sao? Chị chưa? Dạ thôi cho con xin đi ạ. Dạ, hôm nay con gặp bà con ở đây á, cũng để thông báo là sáng nay có cuộc họp ở quý ban, bà con không đi. Nên con không báo được là con đã nghiên cứu được giống sen Đài Loan. Đây là công trình nghiên cứu lai tạo giống sen Đài Loan. Giống sen này chịu được dùng đất chủng nhiều phèn như ở địa phương của mình. Bà con coi tham khảo luôn. Dạ. Nè, gửi cô. Gửi em ba cuốn nè. Dạ thưa bà con, còn chuyện thành lập hợp tác xã, đó là địa phương chúng ta muốn chuyển giao kỹ thuật trồng giống sen của Đài Loan này, cũng như là tạo điều kiện cho bà con có cuộc sống ổn định lâu dài. Không biết là bà con có đồng ý vô hợp tác xã không ạ? À? Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý nữa. Anh Hào à, tôi trẻ bây giờ năng động quá anh ha. Dám nghĩ dám làm, thật đáng khen anh ha. Dạ con Thiên Tông, không biết Thiên có đồng ý không ạ? Thì ai sao tôi như vậy? Thôi cái bà nội này đó, chị nào chạy chị đấy. Thôi nghe. Ông có chừng ông đó nghe nha. Mệt quá. Đừng qua nhà tôi xin cơm. Đừng qua nhà tôi mượn tiền để uống rượu nghe. Mượn cái gì? Mượn có trả cho tôi không? Trả đây. Hả? Hay kỳ quá đi. Dạ con mời hai bác ngồi. Dạ. Vô bà. Dạ, con chào hai bác. Bà làm gì đứng ngay người ra vậy? Dạ, bác có bị sao không ạ? À, không. Con mặc áo dài đẹp quá. Bác rất thích hình hoa sen trên ngực áo của con. Dạ. À, cô là chủ nhà hàng nè. Dạ, con tên là Hương Liên. Đúng là Bách Hương Liên quả thực là đặc biệt. Từ cách trang trí đến những bức tranh thư pháp, tôi thấy cô chủ đây là người sâu sắc và am hiểu về sen đó. Dạ, toàn bộ trang trí và lựa chọn vật dụng là đều do con và một người chị lên ý tưởng. Bà, làm gì đứng ngay người ra vậy? À, con tên Hương Liên hả? Dạ. À, Bách Hương Liên, cái tên nghe hay lắm. Dạ, con cảm ơn. À, con mời hai bác ngồi. À, con có thể ngồi đây chút xíu để bà nhà tôi nói chuyện được không? Dạ, chị cho em dạ, gửi. Để chị. Con mời hai bác xem qua thực đơn. Món ăn ở đây rất phong phú và đa dạng quá. Nè bà, ở đây cái tên gọi cũng ấn tượng nữa đó. Dạ, con quê ở Đồng Tháp. Từ nhỏ khi mà con ở dưới quê, con rất thích nấu ăn. Đặc biệt là các món ăn liên quan đến sen. Từ nhỏ con đã rất thích nấu ăn rồi. Lớn lên con nghiên cứu thêm sách báo về nấu ăn. Và từ đó nung nấu cho con một ý tưởng. Con phải làm một cái gì đó thật lớn lao về sen. Hoàn cảnh đưa đẩy, con vào làm việc cho một nhà hàng chay. Ở đó con đã chia sẻ những ý tưởng của mình với chị chủ quán. Và nguồn gốc của ước mơ Bách Hương Liên bắt nguồn từ đó. Con không những là một cô chủ tốt mà còn có cả một tấm lòng với nghề nghiệp nữa. Dạ. Thật ra hai bác là chủ nhà hàng Dạ Quỳnh ở bên kia. À, ra là vậy. Rất vui được tiếp chuyện với hai bác. À, hai bác nghe nói Bách Hương Liên có nhiều món ăn ngon nên muốn thưởng thức vài món. Dạ, hai bác là chủ nhà hàng bên kia phải không? Ừ. Ý vậy là hàng xóm của mình đó chị Liên.
Dạ, chẳng hay mấy nay á, nhà hàng của hai bác á có đông khách không? Không có đông lắm. À, dạ. Chị Liên. Dạ, xin phép hai bác. Dạ. Con xin lỗi hai bác. Cái gì vậy bé ba? Chị đang nói chuyện với khách mà. Chị kỳ lắm. Em nói mấy cái người bên đó đối thủ cạnh tranh với mình. Chị không biết giữ kẻ lại, trời, cái gì bà cũng nói ra hết trơn à. Bà hay trời quá. Trời ơi, sao em đa nghi quá à? Chị thấy hai bác đó cũng hiền mà, có sao đâu. Ờ đúng rồi á, hiền lắm á. Em nói cho chị nghe nha, ở trên đời này á là lòng người khó đoán. Em khuyên chị á, chị nên cẩn thận thì hơn. Trời, chị thấy là chị là bà cụ non lắm rồi đó, mà em còn bà cụ non hơn nữa. Thôi được rồi, không nói thì không nói. Phải không nói thôi. Em nói cho chị nghe nha, theo kinh nghiệm bao nhiêu lâu nay của em, em tặng cho chị Liên một câu thôi, đó là thương trường như chiến trường vậy đó. Ừ, thật. Bởi vậy á, bây giờ em phải vô bếp. Em vô bếp hả? Nấu những món ngon thiệt là ngon, đem ra cho ông bà ăn, cho ông bà biết. Đó 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 đó, thấy chưa thấy chưa. Em mới vừa nói thương trường như chiến trường. Vậy mà có bao nhiêu món ngon của mình em phô bày cho người ta hết. Thương trường chiến trường kiểu gì? Cái này á là em phô trương. Em phô trương. Mình có súng lớn á, mình phải bắn, bắn cho nó biết. Phải không? Phải không? Rồi. Thôi kệ em muốn làm đi em làm. Mén, tôi chỉ kêu cô làm ly nước thôi mà lâu quá vậy. Mén. Dạ. Mén, sao tôi nói dạ, cô dạ. Làm có ly nước thôi mà lâu lắc quá dạ, vậy. Dạ nước rồi cô. Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, nước này á là cô làm thì phải làm cho lẹ. Cô làm vậy lắng xuống làm sao tôi uống. Dạ tôi biết rồi. Tôi nói với cô á là tôi ghét cái thứ ngồi lê đôi mắt lắm. Cô mà đi ra ngoài lang thang á, nói chuyện với hàng xóm á thì biết cái tôi. Tôi làm quần quật suốt ngày ở trong nhà, đâu có gặp ai đâu mà nói chuyện hả cô. Còn trả treo nữa, đi làm ly nước khác cho tôi. Dạ. Mà cô có biết làm cái ly đó làm sao không vậy? Dạ. Bỏ cái ly đó, làm cái ly khác. Dạ. Bực mình, tự nhiên cái cho bà người làm kia nghỉ, rước con mẹ này về không biết làm gì hết. Vô tích sự à. Chào người đẹp. Bữa hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám sàm sỡ người tình của anh hai vậy? Em đừng có nhắc tới thằng đó nữa, nó sắp chết tới nơi rồi. Sao mà anh dám nói anh hai như vậy? Anh có biết anh hai anh mà nghe những lời này là đi chầu Diêm Vương không? Hàng này là hàng cúng, chưa tàn nhang là chưa ăn được đâu nghe cưng. Vậy thì khi nào mới ăn được hả em? Khi nào thằng Điền nó vô tù thì em sẽ chịu anh tất cả. Anh đã cướp trên tay nó số hàng rồi, bây giờ mà báo công an bắt nó liệu có ác quá không? Anh không dám thì tôi làm. Điền Đô, anh không ngờ thằng em thân tín của anh phản bội anh chứ gì. Tôi nói cho anh biết, sắc đẹp là một vũ khí lợi hại. Chỉ cần tôi liếc mắt đưa tình với ai, kẻ đó phải gục ngã dưới chân tôi. Anh đã phản bội tôi, anh phải chấp nhận hậu quả thê thảm này. Em đẹp quá Tiền ơi, anh sắp điên lên vì em rồi. Em cũng thích anh sao? Đàn ông các người lúc nào cũng hấp tấp vội vàng. Tôi nói với anh rồi, khi nào thằng Điền nó ngồi tù á, tôi sẽ là của anh. Được rồi, anh sẽ chiều theo ý em. Sau này làm chuyện gì á cũng nên triệt cỏ tận gốc, đừng để cho kẻ thù nhẫn nhơ trước mặt mình. Một ngày nào đó nó sẽ đâm sau lưng mình, anh hiểu chưa? Em còn giận chuyện con Sầu sao? Anh đã cho nó hai vết thẹo vào mặt rồi, bây giờ cái bản mặt của nó ma chê quỷ hờn y như là Chung Vô Diệm vậy đó em ơi. Em đã sai lầm khi cho nó một con đường sống, mà nó cướp thằng bồ của em một cách trắng trợn như vậy. Anh cũng cảm ơn con Sầu
cũng nhờ nó đeo đuổi thằng Điền, mà bây giờ anh mới có cơ hội gần gũi em nè. Em nhờ anh một việc, anh có làm được không? Bây giờ á, em mà kêu anh nhảy vô dầu sôi lửa bỏng á, anh cũng làm mà. Em đâu có ngu để cho anh chết. Em chỉ muốn anh sống để toàn tâm toàn ý phục vụ cho em thôi. Anh sẽ làm tất cả vì em. Cô mời hai bác. Cảm ơn. Điểm đặc trưng dạ, của bác Thương Liên thêm là à? Toàn bộ món ăn không dùng bột ngọt. Nước súp đều được nấu bằng rau, củ, quả. Kể cả đường công nghiệp cũng đều được thay thế bằng đường phèn. Để khi ăn, chắc chắn hai bác phải cảm nhận được vị thanh tao của nó. Đúng là các món ăn làm từ sen rất là hấp dẫn. Cơm hấp lá sen, rồi súp hạt sen, rồi củ sen bách hoa nữa. Nghe cái tên không là muốn ăn rồi. Món này là củ sen bách hoa hả? Dạ. Cái tên nghe lạ quá. Củ sen có công dụng giải nhiệt. Nếu như có điều kiện ăn củ sen nhiều sẽ rất tốt cho cơ thể. Bà, mỗi ngày tôi phải đến đây dùng món củ sen bách hoa mới được đó bà. Tôi thì chỉ thích nhất là cái món chè sen tuyết trắng này nè. Hạt sen sau khi được bóc vỏ, lột lớp lụa mỏng, xoay tim rồi đem đi chưng cách thủy. Chè hạt sen mà nấu chung với mộc nhĩ trắng sẽ cảm nhận được hương thơm phảng phất của sen, ăn vào mát lạnh nguyên ngày. Diễm, thấy chị đẹp không? Trời ơi, hôm nay chị của em đẹp quá ta. Lâu lâu á phải đổi phong cách để nhìn thấy lạ mắt. Mà em gọi chị có chuyện gì không? Em gửi tiền vào tài khoản của anh Điền Đô rồi, mà ông đâu có đưa thợ thầy về tết sửa quán đâu chị. Em đừng có nhắc tới thằng khốn nạn đó nữa, nó đang bị công an dí gần chết kia kìa. Hả? Ủa mà sao xảy ra chuyện lớn mà thấy chị bình tĩnh quá vậy? Chị không lo gì hết cho ổng hả? Lo cái gì mà lo. Cái thứ phản bội đó không nằm trong trái tim của chị đâu. Từ trước tới giờ nó luôn ôm váy đàn bà này, rồi ôm con đàn bà khác để kiếm sống. Bây giờ gậy ông đập lưng ông rồi. Quả báo nhãn tiền mà. Trời ơi, thiệt bây giờ em không biết làm sao luôn á. Cái tiền đó là em lấy giấy tờ đi cầm, không biết giờ lấy tiền đâu ra mà đắp vô nữa. Coi như củ đi thay người đi. Trong chuyện này chị cũng có một phần trách nhiệm. Vậy thôi, chị là phụ em một nửa nha. Thôi, làm vậy sao được. Ông Điền Đô mà bị như vậy là tổn thương lớn đối với chị lắm rồi. Giờ chị đưa tiền cho em thì thiệt thòi cho chị quá. Em không nhận đâu. Diễm à, em biết tính chị rồi đó. Chị chỉ nói một lời thôi, không nói đi nói lại. Nghe. Chị bây giờ vụ này á em để cho chủ công nó làm đi. Hả? Đàn em con Điền Đô còn tin tưởng được không chị? Em yên tâm đi, chủ công á bây giờ là người của mình rồi. À, em phải công nhận là chị tài tình thiệt á. Bây giờ có chuyện gì á em cứ nhờ chủ công nó làm cho nhé. À, mà dạo này em thấy quán Bách Hương Liên làm ăn phát đạt lắm á. Thiệt chướng tai gai mắt gì đâu á. Cái thằng chủ công á, nó là đứa tiểu nhân. Nó sẽ có nhiều kế thâm độc để hạ gục Bách Hương Liên cho em. Đúng rồi, phen này phải cho tụi Bách Hương Liên biết tay. Em nhìn con nhỏ đó hả, ghét cay ghét đắng luôn. À, em có mấy đứa bạn rủ đi shopping á, chị có đi với em không? Đi thì đi. Vậy em đi thay đồ nha. Mười ơi. Hả? Cái này khó làm ghê đó Mười, dính hoài à Mười. Khó mới học, ráng tập trung làm đi con để hư của người ta. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Chà, wow, ngon nha. Tuyệt vời. Món này gọi là món gì vậy anh? Cơm nấu ngó sen. Quá. Wow. Hấp dẫn tuyệt vời luôn.
Ngon nghe, không ngon lắm. Nghe, ngon thiệt không? Ăn rồi sẽ biết. Vậy hả? Tôi nói cho anh biết đó nha, ở dưới quê là tôi nổi tiếng luôn. Nấu món trứng luộc số 1. Chà, vậy là mai mốt chị có thể dạy lại tụi này được không? Yên tâm, yên tâm. Ô, nồi cháo tôi phải vô liền. Ờ, rồi. Nè, có bộ anh chàng đó cũng dễ thương ha. Cỡ này được chưa? Nhỏ nhỏ chút xíu. Trời ơi, người ta dặn một nửa này thôi à. Có cho mong ơi nè. Đứa nào ê, đây? Chào. Nè. Dạ, con tên là bé nè. Tẹo, chứ không phải là tên Bay. Bé Tẹo hả? Nè, coi nó cũng lớn bộn chứ. Sao tía má nó đặt nó tên bé Tẹo, không hợp chút nào Bay ha. Dạ, tại vì mới đẻ ra con bé xíu xiu à, cho nên ba má đặt con là bé Tẹo. Giờ đâu có đổi được đâu. Con nhỏ này nói chuyện đúng nha. Rồi người sao có tên vậy, giống như hồi xưa đó. Cái ba má đẻ tao ra đó, cái thấy tao thì bị nết nam mới đặt tao là Tư Nết đó. Thôi đi Tư Nết bé Tẹo ơi, thôi lo đi làm đi, hai đứa bay mà tám mà cho tới sáng rồi. Dạ dạ. Ba Mười ơi, ơi bà cho con học cách làm mấy cái đồ ăn này nha. Làm được không đó? Dạ được, con học là con làm được mà. Đây nè, mày coi đi, coi cái cách bài biện rồi hãy làm đó. Phải bài vậy ha, đẹp thiệt là đẹp vậy. Dạ. Ha, có cái nắp hả bà? Phải có cái nắp đậy thì nó mới che bụi chứ con. Thay vì người ta đậy bằng cái dĩa, bây giờ mình đậy bằng cái lá sen. Đây nè, con thấy không, cái bông sen này đẹp là nhờ cái nắp đó. Dạ. Đó là nhờ sen đó. Đẹp quá. Trời ơi, làm cái này như là ở dưới mình làm bánh ít á. Ý chà chà, bự quá không có được. Cắt bớt bột đi con. Dạ dạ, bớt bột đi. Vậy nè, vậy nè. Cũng ngon, đồ nào cũng ngon hết. Ê, ôi trời. Ở đâu ra vậy? Con nít con nôi vô trong bếp làm cái gì hả? Dạ dạ, em học cách làm mấy cái món ăn. Dì Mười hả? Cháu dì Mười hả? Không, thì thấy nó vui, nó học đòi làm đồ ăn thì cho nó học đào tạo mà con. Con tưởng mới lên Sài Gòn có mấy ngày mà dì Mười kiếm được đứa nữa chứ. Bà học vô mắt tao. Nãy giờ học được gì chưa? Dạ được rồi. Học được món nào rồi? Món chắc là mấy cái món cơm sen phải không? Đâu để anh coi nha, để anh coi. Làm vậy được không Mười? Món này có gì đâu đẹp. Món này nè. Dạ không biết rồi. Ủa dạ, em làm gì bấu anh dữ vậy? Tại sắp đem ra cho khách rồi, anh đụng vô dơ khách chê á, không được đâu. Nè, em rất là gian nha. Đừng có nói với anh là em ếm xì bồ vô cái món ăn này nha. Không có. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, đồ ăn của ông bà Hồng Châu có chưa? Đồ ăn của ông bà Hồng Châu có chưa? Đồ ăn của ông bà Hồng Châu có chưa? Có rồi. Có rồi. Có rồi thì đem ra đi. Đâu? Nè, đây. Đem nè hả? Đây. Em nói nha. Chắc là làm điều gì gian dối á, có tật giật mình. Cái này thấy gì chứ khó làm đó mọi người. Cái bột ra ngoài chơi nhẹ nha. Để em học xong cái món này rồi em ra chơi chị ha. Chào cậu. Chú tìm Hương Liên hả? Để tôi đi gọi nha. Thôi được rồi, cứ để cô làm việc đi. Con đúng là giỏi thiệt đó. Chẳng những biết rất là nhiều món ăn mà còn biết cách chế biến của từng món nữa. Chàng trai nào có phước lắm mới cưới được con làm vợ đó. Dạ. Dạ, con mời ông bà. Cảm ơn. Người đàn ông tốt phước của bà tới rồi kìa. Hả? Dạ, con mời hai bác dùng. Hai bác dùng ngon miệng. Dạ, chúc ông bà ngon miệng. Cảm ơn. Chú thím ra kìa. Chào em. Anh tới khi nào vậy? Anh cũng vừa mới tới thôi. Hả?
ai gọi tôi vậy? Bé Ba hả? Bé Ba nè. Bà không nhớ tôi nữa hả? Tôi là Tuyền nè. Tuyền hả? Bé Ba, bà có nhớ hồi tụi mình ở dưới quê không? Rồi những mùa nước nổi á. Nhớ tới mùa sen nào á, tụi mình cũng quậy từng cái đầm sen của người ta luôn. Đến nỗi mà anh Hiệp với Đực của bà muốn xá tụi mình luôn. Tôi vẫn còn nhớ giọng hát của bà. Hay bà đi thi tiếng hát truyền hình đi ha. Thôi đi bà ơi, tôi á là tôi dẹp cái mộng làm ca sĩ đó rồi. Tôi nói thiệt á, ở cái đất Sài Gòn này hả, tôi vừa nổi tiếng thôi ha là đã bị mấy cha dây sờm luộc rồi đó. Ủa mà hôm nay bà gọi tôi làm chi vậy? Thì tôi nhớ bà, tôi gọi cho bà không được hả? Ý gì ghê vậy bà? Cái bà, tôi buồn quá. Tôi biết là mấy bà khinh khi công việc của tôi lắm, nhưng mà biết sao được, bây giờ sống ở đất này, ngoài nghề đục khoét đàn ông, những đứa không có học như tụi mình đó, biết làm gì được bây giờ. Với lại tụi mình ít học như vậy á, có nước đi ở đỡ quá. Ê, đụng chạm nha bà. Ý bà nói là tôi không có học rồi tôi đi ở đỡ đúng không? Không có, tôi không có ý đó đâu. Tôi chỉ muốn tâm sự với bà thôi. Hiện tại bây giờ tôi đã dành được một ít tiền. Tôi tính về quê mở tiệm mai thiêu, kiếm sống qua ngày. Nếu mà ông Hiệp còn thương thì tôi sẽ lấy ổng làm chồng, rồi để cho ổng mấy đứa con. Như vậy là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi. Bà suy nghĩ vậy cũng được á, nhưng mà bà đâu có biết mai giá gì đâu mà bà đặt mở tiệm. Tôi đang đi học mai. Tôi định khi nào mà có chứng chỉ á, chứng minh là tôi tốt nghiệp rồi á, thì tôi mới chứng minh với mọi người. À. Mà bé Ba nè, tôi đang học theo cái mẫu hoa sen á, có gì bé Ba nhờ Hương Liên á, mượn Hương Liên cái áo gắm sơ sinh của Hương Liên giúp tôi được không? Được chứ, đâu gì đâu, tôi mượn giùm đó. Cảm ơn bà. Một kết thúc đau lòng cho cô dâu người Việt lấy chồng Hàn Quốc. Cái gì vậy? Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy, 19 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Cô đã bị người chồng Hàn Quốc đâm chết trong một lần lên cơn phẫn nộ. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết người này vốn có tiền sử bệnh tâm thần từ nhỏ. Hiện thi hài nạn nhân đã được giải tán, chờ các thủ tục giao trả về Việt Nam cho gia đình. Sau đây là bản tin kinh tế. Hương Liên hả? Đừng làm anh sợ mà. Hương Liên, tỉnh dậy đi em. Bé Ba. Cái gì vậy? Con Thủy nó bị chồng nó giết chết bên Hàn Quốc rồi. Cái gì? Con Thủy nó bị chồng nó giết chết bên Hàn Quốc rồi. Cái gì? Con Thủy nó bị chồng nó giết chết bên Hàn Quốc hả? Con Thủy nó bị chồng nó giết chết bên Hàn Quốc hả? Thủy ơi, trước mặt em bây giờ là đầm sen nè Thủy.
những mùa sen trước. Mấy chị em mình đi hái sen cùng nhau. Tại sao bây giờ em lại nỡ bỏ bé ba, Huyền Tém, anh Hiệp, anh Đực, bỏ chị mà đi một mình vậy em? Thủy ơi, ông trời ơi, bộ ông không thấy là con Thủy nó khổ lắm rồi sao? Mấy chị hồi đó tụi mình đứng lên Sài Gòn thì con Thủy nó đâu có chết. Chị mà biết đứa nào dính dáng trong vụ này, chị không tha cho nó đâu. Trời ơi là trời, sao lại để cảnh tre già khóc măng non? Thủy ơi là Thủy, sao con lại nhẫn tâm bỏ mẹ mà đi vậy con? Con về với mẹ đi, mẹ không cần bất cứ một thứ gì ở trên đời này hết, mẹ chỉ cần có một mình con thôi. Thủy ơi, trời ơi là trời, tôi không làm tròn một phần người cha, tôi giết con tôi rồi. Thủy ơi, chị Hai ơi, chị bình tĩnh lại đi. Cho dù bây giờ chị có khóc thì con người nó cũng đâu có sống lại được đâu. Bây giờ chúng ta phải làm sao cho hương hồn của nó được mãn nguyện là nó vui lắm chị à. Hai nghe lời mười đi, con bình tĩnh, con đừng có khóc nữa. Con buồn một á, Thủy nó càng buồn nhiều hơn nữa, con có biết không? Mười ơi, bình tĩnh đi con. Con khổ quá Mười ơi. Từ nhỏ sắp đưa cốt con Thủy về đây rồi con. Mười ơi, con trốn chạy cuộc đời này mà tránh vô chùa làm công quả, vậy mà con của con lại bỏ con mà đi. Mười ơi, con làm sao mà sống nổi đi Mười ơi? Hai à, mình tin con. Thôi mà bà Hai, con Thủy nó không muốn nhìn bà Hai đau khổ như vậy đâu mà. Bà nghe lời tôi đi, bà nén đau thương đi, để đón thi hài của con Thủy về. Bà nết, cái nồi cháo gà mình dọn lên ăn được chưa? Người ta đang khóc mà ăn cái gì? Bà dọn hết đi. Anh chị cũng đừng có buồn nữa, cái chuyện không muốn nó cũng đã xảy ra rồi. Tưởng lấy chồng Hàn Quốc nó sướng hả? Trời ơi, nó đánh vợ còn hơn thằng cha nội này nữa. Nó đánh một phát cây nhò chết ngắt à. Bà hay quá ha. Thôi hai đứa mày im giùm tao cái được không? Nhà người ta đang có tang mà còn đi kiếm chuyện nữa. Thiệt tình à. Thủy ơi, thôi con, nghe lời Mười nè, con đừng có khóc nữa, để cho vong hồn nó siêu thoát. Con ơi, con khóc gì, con Thủy nó làm sao, làm sao nó đi được? Bình tĩnh lại. Thủy ơi, con, Thủy ơi, you
con nín đi con. Ngày con đi, nguyên vẹn hình hài mẹ sinh ra, sau lúc con trở về chỉ là nắm tro tàn, đau đớn lòng mẹ như vậy hả con? Hai ơi, con Thủy nó về với con rồi đó, đừng có khóc nữa con. Thủy ơi, ba có lỗi với con. Thủy ơi, để đây đi con. Thủy ơi, con ơi. Hương Liên, Hương Liên, làm sao vậy con? Làm sao vậy Liên? Đưa nó đi chậm xa, đưa nó đi đi con. Hiệp, lẹ lên. Một khẩu nữa bây giờ. Liên ơi, em tỉnh lại đi Liên. Hủ gì nữa? Hủ con với hủ gì? Bà điên hả? Điên cái gì mà điên, mà thấy thê thảm ghê chưa? Còn người ta lấy chồng nước ngoài á, người ta đem hũ vàng về, còn con nhà này á đem hũ cốt về, bà thấy chưa? Mày im giùm cái coi. Con nói trần sao mười la con. Chứ còn gì nữa, bà đừng có lên tiếng đi. Người ta cũng biết bà vô duyên mà. Bà mà ăn nói vô duyên á, tôi tống bà ra khỏi chỗ này đó. Bà mới là vô duyên á, tôi nói hủ cốt Thủy rồi nó hủ cốt bà đâu bà nói. Bà nói gì mà nói lại tôi nghe con, bà nói hủ cốt của ai? Thủy đâu phải hủ cốt của bà. Bà nói tôi. Trời ơi, tao lại hai đứa bay luôn á, nhà có chuyện mà. Thủy ơi, hãm hại tao hả? Mày có bao nhiêu tiền? Bỏ nó hết đi. Nhanh lên, muốn chơi tao cũng có dễ đâu. Nhanh lên. Nè, tiền nè. Đi đi. Quan cho em lắm, trên chùa Công nó cưỡng hiếp em mà. Hiếp mày hả? Còn lâu, mày còn qua mặt tao à? Tao nói cho mày biết, mày là con bài cuối cùng của tao. Khi cần thiết tao mới sử dụng mày, hiểu chưa? Mày. Anh nè, em ngẫm nghĩ, thấy đời người ngắn ngủi quá. Con Thủy nó mới có tuổi 20 mà đã chết sớm như vậy. Tự nhiên em thấy buồn và mất ý chí làm việc quá. Sinh tử là định mệnh mà. Hương Liên à, em phải hứa với anh là đừng quá đau buồn về chuyện này nữa. Anh biết không, em không thể nào chịu đựng sự thiếu vắng của mọi người. Chứng kiến sự ra đi của họ, em cảm thấy mình đau lòng lắm anh à. Đâu có ai muốn rời xa người thân của mình đâu. Sao em thấy anh hay nhắm mắt vậy? Anh muốn suy ngẫm về cuộc đời này trong màu đen thẳm khi nhắm mắt. Anh đừng có suy nghĩ như vậy. Anh phải mở mắt ra, nhìn trời xanh và thiên nhiên trong lành. Lúc đó suy nghĩ của anh sẽ khác trước. Phải mở mắt ra nhìn mọi thứ chứ anh. Chứ anh cứ suy nghĩ như bây giờ, lúc đó hối hận cũng không kịp. Anh xin lỗi, anh hứa với em là anh sẽ không nhắm mắt nữa, anh sẽ mở mắt ra. Anh muốn được nhìn thấy người thân của mình từng ngày từng giờ.
Mời thấy cậu Vũ á cũng đàng hoàng, chín chắn, đáng tin cậy á. Dạ. Nhưng mà tuổi của cậu Vũ với Bay á thì cách xa nhau quá. Mười sợ cái cảnh sau này chồng già vợ trẻ. Mười là người hiểu con nhất. Mà Mười còn nói vậy nữa. Con với anh Vũ, tụi con đã tìm hiểu với nhau kỹ rồi mới quyết định lấy nhau. Với lại tình yêu đâu có quan trọng tuổi tác đâu, đúng không Mười? Chỉ tội cho anh Hiệp. Ủa, Mười tội nghiệp cho anh Hiệp hả? Sao vậy Mười? Mười tính nói với Bay một chuyện nè. Nhưng mà có người dặn Mười là không có được nói. Mà Bay biết tánh của tao rồi đó. Cái gì để trong bụng lâu là tao chịu không có được. Bởi vậy con ghét cái thằng cha trúc lắm á má. Con Thủy á, nó chỉ muốn đi kiếm tiền cho gia đình nó thôi. Vậy á mà nó phải lãnh hậu quả vậy á má. Vậy chứ bây giờ con nói cho má biết đi, ở xóm mình có nhà nào ưa thằng Chả không? Không hề ha. À, thằng Hai á, bây giờ thì nhà cao cửa rộng, nhưng mà mất con, chuyện đó cũng không ham phải không Bay? Bây giờ muốn cứu vãn á, cũng thể nào cứu vãn được. Con biết á, cái tụi môi giới này tụi nó bất lương lắm Mười ơi. Ủa mà sao vậy? Sao tự nhiên ngồi nói chuyện buồn không vậy? Trời đất ơi, rồi không mà chịu ra quán xá vậy sao trời? Sáng nay anh Đực anh ra ngoài quán trước rồi, nên là mình thủng thẳng cũng được thím Tư. Ê. Dạ. Sao ngồi ở đây? Ăn được đi rồi mày phải đi theo nó chứ sao ngồi ở đây vậy? Ủa? Nè, mày ủa cái gì tao nói cho mày biết nghe chưa? Mày ăn hiếp thằng Đực hoài đi hen, rồi tao xuống nó bỏ mày lấy con khác á, rồi lúc đó mày đừng có tiếc nghe. Mắc cười quá à. Con đâu thích ông Được đâu, tự nhiên má ghép con ổng chi vậy? Nghe nha, mọi người nghe nha. Nghe nó nói câu đó nghe. Rồi mai mốt thằng Được nó có bộ khác á, rồi lúc đó mày ngồi mày khóc hù. Trời ơi, không dám đâu má. Con hả, con còn mong chồng có bộ khác nữa. Con nói thiệt luôn á. Ông xấu quá à, ai thèm. Bé ba. Mày hay ha. Gì? Thiệt bộ. Thôi dì Mười, đi ra quán đi. Ngồi nói chuyện với nhỏ này lát nổi xung thiên với nó à. Đi. Thôi mình đi. Mệt má quá. Mười đi cẩn thận nha. Vậy cháu mình đi bộ coi như tập thể dục hả Mười? Đi bộ vậy chưa khỏe đâu Mười. Mệt. Em ngồi xuống đây, chị nói chuyện này nè. Thôi không nói gì hết. Nói gì không được, không nói. Nè. Không. Bé ba, nghe chị nói nè. Em á, em nghĩ lại coi. Hôm bữa không có anh Được chạy vô cứu em khỏi cái ông trừng trạo gì đó thì em sẽ làm sao hả? Ổng cứu em hay em cứu ổng vậy? Em nói thiệt chị nha, bữa đó hả mà không có ổng hả là em hạ gục được cái thằng đó rồi đó. Em không cần chờ tới hiệp 10, hiệp 3 thôi em là hạ gục nó. Ổng vô kỳ đà cản mũi á chị, nhắc tới em càng bực mình nữa. Nếu mà như vậy em càng phải trân trọng người ta hơn nữa. Bởi vì dù người ta yếu đuối nhưng mà người ta vẫn dũng cảm nhảy vào cứu em. Em mệt quá. Chị Ly, em nói chị nghe nè. Miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu, huống chi này lại là chuyện tình cảm. Thôi chị đừng nói chuyện này với em nữa nha. Để ba. Thôi em đi làm á, mệt quá. Nè, em đi làm. Chị nói rồi đó. Em mà không nghe lời chị giống như mẹ em nói, mai mốt anh Đực á, ảnh quen người khác rồi á, lúc đó đừng có trách. Kìa con bướm vàng xòe đôi cánh. Kìa con bướm vàng. Đéo. Kìa con bướm vàng xòe đôi cánh, xòe đôi trời cánh. Bướm bay một vòng, bướm bay hai vòng, bướm bay ba. Tao tát mày thiệt nè. Tát thiệt luôn, tát thiệt luôn, tát thiệt trời luôn. Trời ơi cái con này. Mở ra. Tại sao lần nào tao thấy mày mày cũng phải tía lia mới chịu được vậy hả? Từ từ cô. Cô mà giận quá là cô mất khôn á. Bây giờ bỏ cái tai nghe đó ra, nói tao nghe nè. Ba mẹ tao qua bên kia ăn cái món gì vậy? Tao kêu mày bỏ dán vô thức ăn, mày bỏ chưa? Dạ rồi. Tổng số khách mà mỗi ngày vô nhà hàng là bao nhiêu? Cô hỏi nhiều kiểu đó, sao con biết trả lời câu nào? Mày biết bao nhiêu thì trả lời bao nhiêu, nhanh lên đi. Dạ. Ông bà chủ qua đó gọi rất nhiều món, gọi nhiều tới nỗi con không nhớ tên được luôn. Nhưng mà con nhớ nhất là món sen bách hoa. Tại vì trong đó
có con dán con bỏ vô á. Cái gì? Tao kêu mày bỏ dán vô trong đồ ăn của khách để cho người ta không đến nữa. Mày đi chơi ba mẹ tao làm cái gì? Cái con này. Tại vì con đâu có biết là món đó của ông bà chủ đâu. Mà cô ơi, cô đừng có bắt con làm mấy chuyện thất đức này nữa. Nhà hàng người ta sạch sẽ, đẹp đẽ, món ăn ngon miệng, khách vô đông là đúng rồi. Cái đó là mày. Một quy luật của tự nhiên mà cô không bao giờ phá vỡ được. Mày im chưa? Giỏi quá ha. Có tin là tao nói với ông bà đuổi mày về quê luôn không? Ủa, bữa nay cô chủ đẹp nha. Mái ngố nè, áo vàng nè, quần đen nè, trời ơi đẹp thôi quá. Thôi thôi thôi, khỏi nịnh bợ. Nhìn cái bản mặt của mày là tao không có ưa rồi. À, cô. Gì? Có chuyện này quan trọng lắm, cô muốn nghe không? Tên gì? Nói đi. Nè đấy, nè đấy. Xích xuống. Giỏi. Đây, cô cho nè. Thám thính tình hình thì phải có tin sốt dẻo như vậy mới được chứ. Nhớ nha chưa? Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ cô giao á, cô sẽ thưởng thêm, nghe chưa? Giúp mama. Cái gì? Lộn. Giúp madam. Giỏi. Này nhắc con Thủy hả? Thôi, cũng đừng nhắc tới nó nhiều quá. Dù gì nó cũng biên phận rồi. Bé ba, chuyện tôi nhờ bà làm tới đâu rồi? Thì tôi đang ở nhà nè. Nhưng mà tôi nói bà nghe tôi ngại quá à. Hồi đó giờ tôi đâu có lục lọi đồ của ai đâu. Cho nên giờ tôi không biết là tôi có làm được không đó. Tôi thấy nó kỳ kỳ làm sao á. Bé ba, bà làm ơn đi. Làm ơn giúp tôi đi. Bà giúp tôi á, coi như bà xây được 10 cánh chùa luôn á. Nha. Thôi nhưng mà lỡ gì tôi cho bà mượn, cái rồi á bà làm mất, rồi tôi biết ăn nói sao với Hương Liên. Bà yên tâm đi, tôi là người giữ chữ tín mà. Tôi mượn, tôi lấy cái mẫu hoa sen thôi. Tôi làm xong tôi trả lại ngay cho bà. Rồi. Bây giờ bà đang ở nhà hả? Được rồi, tôi chờ bà ở nhà hàng nha. Sẵn dịp tôi mời bà ăn luôn. Tôi chờ bà đó. Rồi. Lấy đồ người ta đi đâu vậy? Trời ơi, hết hồn à. Vô phòng gái làm chi đây? Tôi vô phòng cô hồi nào? Tôi đứng ở ngoài chứ bộ. Ai biểu không đóng cửa lại? Tôi nhìn thấy đáng chịu. Mệt quá, qua đây kiếm tôi có chuyện gì? Tới đây hỏi với bà, có ra nhà hàng không? Được chở với bà đi. Không. Không thì thôi. Thôi. Ừ. Bé ba. Cái gì? Lập tức đem cái áo cất vô chỗ cũ. Nghe không? Ủa tôi nhớ cha tôi chết rồi mà. Ông làm gì ông ra lệnh tôi giữ vậy? Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ông có tin tôi đá không? Không. Nhưng mà cái áo này á là đồ kỷ niệm của Hương Liên. Cô hỏi người ta đồng ý chưa mà tự động lấy đi. Ông khùng hả? Ai biết này không phải là áo của Hương Liên. Tại vì bà Tuyền bà mượn, tôi mới cho bà mượn chứ bộ, để lấy cái mẫu. Chứ tôi đâu có ăn cắp đâu mà hả? Ông xài xể tôi giữ vậy? À, tôi biết rồi, chắc là hả tôi từ chối tình cảm của ông rồi đâm ra ông thù tôi chứ gì. Đồ ích kỷ. Đàn ông mấy người hả, lúc yêu á hả thì theo tôi nói những lời ngọt ngào, còn không yêu nữa hả thì trở mặt chứ gì. Cũng hên nha, cũng hên là hồi đó tôi không có chấp nhận ông á. Tôi mà chịu ông á hả thì bây giờ tôi chỉ có nước là tôi cắn lưỡi tự tử thôi, biết chưa? Cắn lưỡi đi. Ngu sao cắn, ông cắn đi. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày hôm nay tôi với cô đường ai nấy đi. Đường ai nấy đi. Mình chia tay đi. Chia tay đi. Chia đi. Chia tay thì chia tay chứ. Đồ thấy ghét. Chia tay thì chia tay, ai mà cần ông. Ủa, tôi với ông có cặp hồi nào đâu mà chia tay hả? Đồ du không. Xấu quá cả mà bày đặt chảnh. Xế. Anh chỉ thường xuyên ghé quán em đi. Có tụi em chắc chắn sẽ vui hơn. Ủa, từ giờ bé ba đâu sao chị không thấy? Bé ba đi chơi rồi, cổ đi tùm lum hết á. Em đâu có nắm được hai cái chân của cổ đâu. Yêu nhau thì nắm trái tim, nắm hai cái tay chứ nắm hai cái chân làm gì. Cái mặt này là hai đứa giận nhau phải không? Tụi em đâu có thương yêu nhau đâu mà giận hờn chứ.
mấy ba chê em xấu trai cục mịch, cho nên em đâu phải là loại người yêu lý tưởng của cổ đâu. Đưa tay chị coi coi. Ủa chị Nguyễn coi bói hả? Không phải, lật lại. Coi bói sao coi bằng lưng bằng tay? Chị an ủi. Tội nghiệp em quá, đừng buồn nha em. Dạ dạ. Anh Huy biết không, đàn ông mà xấu trai cũng khó có bồ lắm. Ừ. Cũng may là anh Huy đẹp trai, cho nên em mới nấu hủ tiếu gia truyền cho anh Huy ăn đó. Xấu vậy tội lắm. Xấu nhưng mà dễ thương. Dạ. Anh Huy, đây là bạn trai của chị Nguyễn Nguyễn à? Nguyễn Nguyễn là mối tình đầu của tôi. Vì hoàn cảnh mà trước đây chúng tôi không lấy được nhau. Giờ bà xã tôi mất rồi, tôi nghĩ không nên để mất Nguyễn Nguyễn thêm một lần nữa. Đã yêu nhau á là phải nắm giữ nhau thật chặt, đừng có làm mất thời gian. Chị với anh Huy á đã mất một thời gian rất là dài, thành ra thương nhau phải nắm cho thật chặt. Để mất nhau là tiếc lắm biết chưa. Đúng rồi. Trời ơi, gì vậy? Em ơi, chết hồn. Dạ 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 dạ. Để em vô lấy chè. Trời ơi, thằng này làm tôi giật mình hoài à. Thôi, em muốn đi. Cơ hội trong tầm tay, mình phải chụp lấy. Nay mai mình sẽ trở thành đại tiểu thư trong gia đình giàu có. Lúc đó, mình muốn gì ông bà già của Bích Diễm cũng phải chiều chuộng thôi. Số mình sinh ra là phải sống trong nhung lụa mà. Alo má hả? Ừ? Con muốn má lên Sài Gòn ngay lập tức cho con. Có chuyện gì không con? Thần tài gõ cửa nhà mình rồi. Vậy hả? Con sẽ giải thích cho má sao? Mày đúng số khoảng mấy chục tỷ con. Nó hỏi nhiều quá. Mà con nói chuyện qua điện thoại, giải thích cho má không tiện đâu. Ừ. Có gì con sẽ giải thích cho má. Má ơi, má đừng có hỏi nữa. Bây giờ con có việc phải làm rồi. Thôi gặp má sau. Bé ba. Bé ba, bà tốt với tôi quá. Dạ chị dùng gì ạ? Dạ chị cho em trái dừa đi. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Không có gì đâu. Em thấy chị Tuyền nghỉ làm ở quán bar là em vui rồi. Ủa mà chị, em không hiểu sao chị Tuyền giấu chuyện này với mọi người làm chi vậy? Thiệt, vì cái chuyện đó tôi thấy hối hận lắm. Tôi đã không phải với mọi người, càng nghĩ tôi càng giận bản thân mình. Bé ba có nhớ hôm bữa mình về đá ma của con Thủy không? Nhỏ Ly nó không thèm ngó ngàng gì tới Tuyền hết á. Ừ. Thiệt tình tôi tủi thân lắm. Bữa đó chị Tuyền không thấy hả? Chị Liên chị buồn lắm á, chị xỉu luôn á. Mọi người ai cũng thương chị, không ai bỏ chị đâu. Tụi mình lúc nào cũng là chị em tốt với nhau chứ bộ. Ừ. À, chị giữ kỹ giùm em nha. Cảm ơn mấy bà nhiều lắm. Chị thiêu thùa xong á, chị làm ơn làm phước chị trả lại cho em liền nha. Ừ, mấy bà yên tâm đi, tôi giữ kỹ lắm, không mất đâu mấy bà đừng sợ nha. Bé ba, đây là món quà mà Tuyền tặng cho bé ba đó, hàng hiệu đó. Tôi tặng cho bà vì bà đã tốt bụng với tôi. Nè, nhận đi. Wow, đẹp quá à. Đẹp quá nha. Hàng hiệu phải không chị? Ừ, đúng rồi, hàng hiệu á. Trời ơi, đẹp ghê á. Thích quá à. Thôi tôi không nhận đâu. Bé ba mà không nhận á, Tuyền buồn, Tuyền giận luôn á. Bé ba nhận đi, nhận cho Tuyền vui nha. Sau này á, Tuyền còn tặng cho bé ba nhiều nữa nha. Nhận đi, nhận giùm đi nha. Thôi không nhận đâu.
Chú thím, chú thím thấy cái mẫu sen này sao? Con đã liên hệ với chủ đất rồi. Ông nói là ông muốn sang nhượng lại để lên Sài Gòn sống với con gái ông. Mà con tin là chú thím có đủ khả năng để làm chủ miếng đất đó. Con nói thiệt chứ, nhưng vợ chồng tôi làm gì có khả năng mà mua nó. Bộ chú thím quên số tiền mà người ta hỗ trợ cho đám tang của Thủy sao? Có lẽ đây cũng là nguyện vọng sau cùng của Thủy, muốn nhìn thấy cha mẹ của mình có một cơ ngơi đàng hoàng như người ta. Vợ chồng tôi cảm ơn cậu Hiệp nhiều lắm, vì cậu đã làm mọi thứ cho gia đình tôi. Tôi không biết lấy gì đền đáp cho cậu. Ơn nghĩa của cậu đã giúp gia đình tôi quá nhiều. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ cố gắng làm tốt để cho con gái tôi nó ngậm cười nó chín suối. Chú Thiếm à, con tin là Thủy sẽ vui khi nhìn thấy hình ảnh này của chú. Còn về phần con á, thì con sẽ phụ trách hỗ trợ kỹ thuật trồng sen cho chú Thiếm. Con tin tưởng là gia đình của chú Thiếm không lâu sau nữa sẽ làm giàu như người ta. Cảm ơn cậu. Thủy à, bây giờ em có thể yên tâm ra đi được. Lần nào con gái tới thăm ba cũng đều gọi những món ăn mà ba thích. Ba cảm ơn con nhiều nha. Vậy á thì ba phải ăn hết những cái món ăn này để không có phụ lòng con gái yêu của ba đó nha. Được rồi, ba sẽ ăn hết những món này cho con xem. Dạ, mà ba hứa đó nha. Ba hứa. Phục vụ, phục vụ. Đây. Ê cha, dạ. Còn thêm món này nữa hả? Dạ. Có người bị sụp bẫy rồi nha, không có được nuốt lời đó nha. Còn nhớ nữa nghe. Hey, thôi được rồi, coi bay đây. Đa tạ hảo ý của công chúa, hạ thần sẽ ăn hết chỗ này. Dạ, bà cố lên, bà cố lên. Dạ em nghe đây anh Hiệp. Alo, alo, anh Hiệp gọi, Hương Liên nghe rõ trả lời. Hương Liên nghe rất là rõ. Anh Hiệp đang ở đâu? Anh gọi từ nhà của ông Hào, chính xác là ở hàng ba. Thôi không giỡn nữa, tình hình Bích Hương Liên sao rồi em? Có đông khách không? Quán đông khách lắm anh. Em báo cho anh một tin vui nè. Khách vô đây á, ai cũng khen món bánh tình bạn tâm giao của hai đứa mình hết. Anh đó nhất định phải sắp xếp lên đây nếm thử món bánh của em đấy nha. Đồng ý. Má của anh á mới dạy cho anh mấy món bánh độc đáo lắm. Khi nào lên trển á, anh sẽ truyền nghề cho em ha. Dạ em cảm ơn anh. Anh cho em gửi lời hỏi thăm chú Thiếm Hào nha. Được rồi, anh sẽ nói là có một cô gái tên Hương Liên gửi lời thăm tía má, được chưa? À, còn cái chuyện cô Thủy á, anh lo xong hết rồi. Ba má Thủy rất vui khi có được mảnh đất canh tác sen. Còn anh thì chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật cho họ. Anh nghĩ biết đâu sau này họ sẽ trở thành tỷ phú miệt vườn á. Vậy hả anh? Vậy thì tốt. Con Thủy nó mà còn sống, nó nghe chuyện này chắc nó cũng vui lắm anh ha. Có lẽ giờ này linh hồn của Thủy đã được siêu thoát rồi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy đó. À, anh Hiệp ơi, em gọi anh sau nha. Em có phái đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm. Bye anh nha. Ừ, bye em. Quý ba ơi, dạ, em mang giấy tờ xuống giùm chị nha. Dạ, xin mời quý khách dùng. Dạ, con chào chú, con mời mấy chú ngồi. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ, em mời chị ngồi. Xin mời chị. Em ơi, dạ, cho chị một phần trà bánh nha. Dạ, dạ, dạ chị. Cảm ơn bé ba. Cái quán gì mà ồn dễ sợ. Bông hoa gì héo queo à. Phục vụ đâu, đem thực đơn ra đây coi. Nhanh đi. Dạ dạ cho em gửi ạ. Có nhiều món đem ra hết đi. Dạ dạ. Bé ba, em ở đây tiếp mấy anh chị này đi, để chị qua bên đó. Vậy em nhận ra con nhỏ đó là con gái của ông chủ nhà hàng bên kia.
Chị coi chừng con nhỏ này nó dữ dằn lắm, chị cẩn thận nha. Ê, chị lại đem nói nghe nè. Làm ăn cái gì mà lâu như vậy? Ê, đem qua đây coi. Dạ chị thông cảm, ở bên đây người ta kêu trước rồi chị. Ê, qua lấy cho tao. Ơ à. Dạ hai chị thông cảm, để em đem ra dạ. cái khác nha. Em xin lỗi hai chị, hai chị thông cảm giùm em. Món ăn xảy ra ngay bây giờ. Trời đất ơi, đồ ăn gì mà lạc nhách vậy? Quán xá làm kiểu gì vậy? Bộ đồ ăn có vấn đề gì hả các bạn? Món ăn quá dở, nuốt làm sao nổi. Thứ ăn này mà đem bán hả? Cho chó ăn nó cũng không thèm. Dạ không có gì. Cô là chủ ở đây đúng không? Giải quyết đi. Xin lỗi các bạn, Bách Hương Liên là một nơi thanh tịnh, tôi nghĩ các bạn ngồi đây sẽ không cảm thấy thoải mái đâu. Nếu được xin mời các bạn đi qua quán bên đó. Mẹ mày đuổi tao hả? Mày đâu tới đây gây sự hả? Mày muốn gì? Sao thôi đi. Bách Hương Liên là cái quán thanh lịch mà kêu cái thằng cô hồn về phục vụ đó hả? Mày nói ai cô hồn hả? Sao được không? Quán này không ngon tôi có quyền nói, còn mày đặt đuổi khách nữa. Nè, không có gì hết. Cô kia, nãy giờ tôi thấy cô có ăn cái gì đâu mà lại không ngon. Từ đầu tới giờ tôi thấy cô toàn tìm cách kiếm chuyện với Bách Hương Liên không à. Tôi nhìn đi, mọi người xung quanh ở đây cũng giống như cô, người ta ăn mà có chê bai gì đâu. Quán Hương Liên thức ăn ngon lắm mà. Phải không mấy bà? Ờ đúng rồi, quán Hương Liên ngon mà. Sao vậy? Mấy bà nói gì? Cấm miệng lại hết đi. Mày sao lâu quá vậy mày? Dạ em cũng không biết nữa chị, không biết chừng nào tụi nó mới tới nữa. Dạ. Ông Dương tới chưa? Dạ ông Dương chưa tới chị. Về rồi kìa. Dạ đúng rồi chị. Chào chị hai. Sao lâu vậy? Dạ tại kẹt xe chị hai. Vô đi mấy đứa. Chào má. Chào má. Đứa nào cũng đẹp hết à, thấy thương quá à. Lên nghe chị hai. Lên đi. Ê, chìa khóa nè. Lên coi tụi nó cẩn thận nghe mày. Dạ dạ. Còn tụi bay nữa, phải cẩn thận nghe chưa. Sau vụ con Thủy bị thằng chồng Hàn Quốc mình môi giới á, đâm chết á, công an họ để ý dữ lắm, lơ mơ là họ tóm như chơi đó. Chị hai yên tâm đi, tụi em làm ngọn hơ à, không để lại dấu vết gì đâu. Sao rồi, bữa nay có bao nhiêu đứa đăng ký lấy chồng Hàn Quốc vậy? Dạ có 13 đứa. Quê đâu? Có 10 đứa từ dưới miền Tây lên. Đứa nào cũng quê chết à. Nhưng mà đẹp chị. Quê thì tút nó lại mấy hồi, tụi bay lo gì. Dạ. Thôi được rồi, tụi bay lo ở lại đây đón mấy thằng cha Hàn Quốc lấy mấy con quê chết cái trển đó. Nhớ nghe chưa. Dạ. Tiếp đón cho đàng hoàng. Dạ. Chị lên trển chị coi tụi nó làm sao. Dạ. Lờ mờ nó nháo nhào lên ở công an nó tó hết cả đám. Dạ, dạ chị hai yên tâm đi. Alo, có phải 113 không vậy? Dạ, bây giờ các anh tới khách sạn Phương Ngân ở quận 4. Ở đây đang có một cuộc môi giới hôn nhân cho gái Việt lấy chồng Hàn Quốc. Tụi nó có liên quan tới vụ cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy mới bị chồng Hàn Quốc giết chết rất dã man. Đó là em của tôi. Dạ, cảm ơn. Cái thứ của mày, chuyên đi dụ dỗ đàn ông mới có tiền mở được cái quán này. Nè, mấy người đừng có tin nó, cái con này xảo trá lắm á, coi chừng nó cho mấy người ăn thịt chuột á. Nè, cô đừng có ở đó mà ngậm máu phun người. Tôi với cô đâu có thù có oán gì đâu, mà sao cô lại hại Bách Hương Liên vậy hả? Không có gì đâu. Cô muốn cái gì? Thù oán gì, sự thật là như vậy mà. Mày là con điếm. Mày. Nè. Cái cô này. Mày mới là con điếm. Trời đất ơi bà. Để cái nhà hàng này làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Mày mới là con điếm. Trời đất ơi, cái quán xá gì kỳ vậy? Mày hành hung cái thằng đó. Đó, nó hành hung nè. Giấy phép nào thử coi. Không? Dạ, đâu? Dạ. Đâu đưa tôi coi coi. Nhanh mấy kìa. Lo vậy. Cái gì vậy? Mấy trời chuột. Chạy nè. Mọi người bình tĩnh đi. Mày làm gì
Minh phải làm gì vậy má? Ê con kia đứng lại. Đúng rồi, con xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm thôi chú. Thật sự là có người muốn hãm hại quán con. Thôi tôi về. Chị ơi, đây chỉ là hiểu lầm thôi, hôm nay quán em sẽ miễn phí. Mọi người cứ bình tĩnh. Mọi người ơi, mọi người ơi, hôm nay tất cả sẽ được miễn phí. Đây chỉ là sự cố thôi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Bởi vì tao đánh rồi. Tèo, của tao, tèo. Đứng lại. Tèo. Đứng lại. Của tao. Cô chú. Hả? Nè, của tao kìa, tèo. Của tao, tèo. Tư. Mày á, mày dám kêu con nhóc này ra cứu mày hả? Mày nghĩ nó cứu nổi mày không? Đó. Mày qua đây. Cô chú. Mày á, mày đi qua mày làm gián điệp cho cái con nhỏ này qua phá nhà hàng tao phải không? Không. Phải không mày? Cô chủ em làm gì á, chị không có muốn làm. Hả? À, vậy là ông bà mày, cô chủ mày ai cũng là thủ phạm hết đúng không? Không, không. Chuyện này không có liên quan gì tới ông bà chủ em hết đó. Mày xạo mày? Mày tin tao đánh mày luôn không? Tin không mày? Dạ. Đánh nó đi. Hả? Nhỏ này nè. Không có mà, thiệt mà. Ê. Ui da. Ui. Trời ơi, tẻo coi. Con ra không được. Mày la gì? Gì không được mày? Mày đánh ra cho tao đánh nó coi. Ê cái con quỷ kia. Cái con kia. Đồ hèn. Cóc. Thử nó cho tao. Ê. Tao đánh tao kìa. Ông chém chị chết luôn á. Chạy đi chị. À, mày là chuột cống hả? Không dữ lắm. Cái cây này đã từng đập đầu chết bao nhiêu con chuột rồi mà chưa có cái đầu chuột cống. Mày mấy ba giải quyết nó giùm được mấy ba. Hay quá mấy ba, hay quá. Cố lên mấy ba. Con mày chết nè. Chú mặt nè. Các bạn có được đá đẹp thiệt nha. Đá y chang như mấy ông sư trong chùa thứ năm tự luôn nha. Gặp đực hả? Đực không có đá vô mặt nó đâu. Đực đá vô hạ bộ của nó cho nó trợn mắt luôn. Mấy ba, có chừng mấy ba. Ghê quá à. Đợt có sao không? Đợt ơi. Ba uống nước nữa đi ba. Thôi cảm ơn con, vì bà no quá uống hết nổi rồi. Thôi chị, cà phê nữa nè. Con còn nước gì nữa không? Sao, công việc của con sao rồi? Sắp tới con sẽ thi lấy chứng chỉ quản trị kinh doanh. Đợi chừng nào thi xong á, con sẽ đi làm lại. Con xin chị chủ quán rồi. Chị chủ quán của con thật là tốt. Khi nào gặp cho ba gửi lời cảm ơn nghe. Chị tĩnh tâm của con á, không chỉ tốt bụng đâu mà còn có lòng nhân ái nữa đó. Chị giúp cho một chị nhân viên mở một cái nhà hàng hoành tráng luôn mà không cần bất cứ điều kiện gì hết á. Có chuyện đó thật sao? Dạ, thì mở cái nhà hàng Bách Hương Liên đó ba. Ở đó chuyên chế biến những món ăn từ sen. Chị Hương Liên cũng dễ thương lắm. Chị Hương Liên á, lớn hơn con có mấy tuổi hà, nhưng mà chị rất là giỏi. Con cũng rất là khâm phục, ngưỡng mộ chị. Được rồi, một ngày nào đó nhất định ba sẽ đến. Dạ. Dạ em nghe chị Tĩnh Tâm. Cẩm Tú hả em? Nhà hàng Hương Liên có chuyện rồi, em đến được không? Chị nói sao? Nhà hàng Bách Hương Liên có chuyện hả? Dạ. Được rồi, em cũng ở gần đó. Dạ dạ. Dạ em tới liền. Dạ. Có chuyện gì vậy con? Chị Tĩnh Tâm nói là nhà hàng Bách Hương Liên có kẻ quậy phá. Con cũng chưa biết làm sao nữa. Thôi để con đi liền nha ba. Vậy hả? Con đi liền đi. Dạ, con đi nha ba.
Alo, chị nghe nè cưng. Xong vậy chưa mà điện thoại cho chị vậy? Ok chị yêu, mọi chuyện hoàn thành tốt đẹp. Em với hai thằng đàn em của chùa Cống á, vừa quậy tan tành Bách Hương Liên luôn. À, thằng Tài Gấu có quay lại cái cảnh hot đó đó. Em gửi cho thằng bạn tung lên mạng rồi. Chỉ vài phút nữa thôi, dân trên mạng sẽ có phim hay về chuyện đó cho xem. Ok, làm tốt lắm em gái à. Chiều nay về hai chị em mình đi shopping nha. Mới đi hàng mới, đồ đẹp lắm. Chị cũng mới vừa trừng trị một con mẹ môi giới hôn nhân á, trả thù cho con bạn của chị. Nó mới bị thằng chồng Hàn Quốc giết chết. Vậy hả chị? À, mà em có chuyện này muốn nói với chị nè. Thằng chuột cống á, nó định xin tí máu của con bé ba. Chị thấy sao? Có cần em ngăn cản không? Mặc kệ nó đi, cho nó một bài học về cái tội thích xen vào chuyện của người khác. Đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy đó. Ok, vậy thôi, chiều gặp nha chị. Bye bye. Ừ, ok. Chị Liên, sao rồi chị Liên? Chị, sao em thấy chị không đi báo công an đi? Mình có bằng chứng gì đâu mà báo công an hả em? À mà Cẩm Tú. Dạ. Lúc đó hình như là chị thấy tụi nó có quay phim lại nữa đó. Quay phim nữa hả? Ừ. Ủa mà quay phim chi ta? À, hay là tụi nó tung lên mạng? Vậy hả em? Vậy rồi sao? Để sao lên em? Mạng thử coi. Có không em? Chị chờ một chút, em đang coi nè. Để em tìm đã. Đâu rồi? Có không Cẩm Tú? Cho chị coi đi. Có chưa? Phải cái này không? Đúng rồi. Đúng rồi Cẩm Tú ơi. Giờ sao hả em? Bây giờ em cũng không biết nữa. Hay là mình hỏi ý kiến của chị Tịnh Tâm đi. Em ơi, vậy là nó đã được tung lên mạng và cái clip này sẽ có nhiều người biết lắm hả em? Chắc vậy rồi. Chết mất tiêu rồi em ơi. Chết rồi. Vậy là Bách Hương Liên chết thật rồi. Không biết được có sao không nữa. Bình thường ông nhắc gan muốn chết luôn. Mình hù ổng có con rắn, ổng chạy hả, phất cờ luôn. Bữa nay sao gan dữ vậy? Ông lẽ ông thương mình thiệt. Đất, được có sao không vậy? Nhầm nhò cái gì? Bị mai mấy mũi thôi mà, chứ đâu bị gãy xương đâu mà bé ba lo cho Đực. Đực nói thiệt đi. Đực thấy làm sao? Thấy Đực giống như là một anh hùng. Ngày hôm nay nè, Đực đã làm một hành động mà hiếm có người đàn ông nào trên cõi đời này dám làm giống như Đực vậy đó. Bé ba, giờ bé ba chịu yêu Đực chưa? Làm sao? Đực bị chém ở tay mà. Ừ, chứ đâu phải chém ở đầu đâu. Mà chạm cái dây thần kinh nào, ăn nói gì kỳ vậy? Ăn nói lung tung, tự hỏi câu trất quớt à. Trất quớt cái gì? Tôi bị chém lìa cánh tay luôn ấy. Mà mấy ba vẫn chưa động lòng nữa hả? Nhìn đi. Ui da, nhẹ thôi. Mày mốt hả? Nó biến thành nguyên cục kẻ bự lắm luôn. Mấy ba mà chơi quớt á, giờ đứng đây cười trên sự đau khổ của Đực nữa hả? Đau khổ gì? Đực á, Đực diễn hay quá ha. Đực tính khổ nhục kế, gạt tôi đúng không? Không phải là khổ nhục kế. Hồi nãy á, là ráng gồng làm anh hùng. Còn bây giờ á, đau quá chịu hết nổi rồi. Bé ba, cái gì? Đưa Đực về nha.
Ủa nãy ông anh hùng lắm mà. Sao giờ yếu dữ giờ? Thôi giờ nói nghe nè anh hùng. Anh hùng á, bây giờ anh hùng làm cái chuyện á mà hiếm có người đàn ông nào trên đời này dám làm đi. Chuyện gì? Tự đi bộ về đi. Đưa được về đi. Ông đi phải không? Tôi đi mình á. Bye ba. Bye ba. Người gì đâu mà vô tình thấy sợ luôn vậy. Cũng tại mình hết. Hồi nãy diễn không đau làm chi. Giờ đau thiệt nói không ai tin á. Trời ơi Đực ơi, sao mày ngu quá vậy Đực? Những lúc anh cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, anh thường ra đây ngồi ngắm bầu trời đầy sao. Và điều quan trọng nhất là không khí trong lành. Lúc đó trong lòng mình sẽ hết ưu phiền. Em sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Bách Hương Liên, nó đã là ước mơ của em thì sẽ không ai có quyền phá hủy nó hết. Dù có phải xây dựng lại từ đầu, em cũng sẽ không nản lòng đâu anh Vũ à. Hương Liên à, anh biết là trong em có tố chất của người đàn bà thép. Em hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên em. Em cảm ơn anh.